Xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini, tay anh là CT. Thì hôm nay vườn con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô linh sam hạt gạo Tân Phú. Thì linh sam hạt gạo này là nói chung là chiếc nhánh và nuôi cho đến hiện tại là mục đích là để làm mini thôi. Cho nên cây được quấn cái thân nhỏ xíu như vậy. Thân nhỏ nhưng mà được quấn thân lắt lượng. Phơm tàn thì cũng không có cho cao, cắt tỉa nó tròn tròn vậy đó, thì về cô chú mình cắt tỉa đồ thêm ấm tàn là được. Để cho về cô chú mình khi nào mà cắt ấm tàn rồi cô chú mình thay qua cái chậu. Nói cô chú mình thay chậu, cô chú mình làm cây mini để bàn ha. Đó. Cây nào cũng quấn cái thân lắt lượng nó bay qua tí xíu. Nếu không cô chú mình không thích cái dáng này thì cô chú mình hoàn toàn về có thể là sửa lại được. Nhưng mà cô chú mình phải thật là khéo tay. Lý do là vì cái hạt gạo cái ấy của nó rất là dễ vỡ, cái mạch mạch dẫn nước của nó của chú anh chị đó. Và những cây linh sam hạt gạo này bên vườn con đang giao lưu với giá là 50 ngàn một cây, nhưng nếu cô chú mình lấy số lượng là 4 cây bên vườn con sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú mình luôn, lấy 4 cây là sẽ bao ship luôn nha. Đó, ưng thì liên hệ vườn con, số điện thoại thì con để trên tiêu đề nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều.